Jungle. Bên này là thang máy đi lên, đây là núi gì ta? Núi Ngũ Hành Sơn hả? Ngày mà ngày xưa Đức Ông và Đức Thầy có đi ra đây đúng quý vị. Quá đẹp. À, kính thưa quý vị, dắt này là đi lên núi Ngàn Sơn, đây là tới chùa Linh. Cúng chùa chưa? Cúng chùa chưa? Rồi. Chưa hả? Những di tích rất là cổ kính quá vậy. Ê, chùa này có xa xưa chưa đến? Chùa này xa xưa, chùa này lâu chưa? Có là lâu đời chưa? Không lâu à. Dạ. Yeah. Nó cũng giống cái kiểu đó ở trong ở trong miền Thái Sơn mình ha. Cái gì? Cái đường đó hả? Vậy hả? Cái này là kỷ vật Đồng Dương Quảng Nam thế kỷ thứ 9 đầu thế kỷ thứ 10 sa thạch nè quý vị. Đẹp ha. Tượng Phật. Cái nhà sa thạch đó nãy là đẹp quá ha. Ồ, ok. Ở chùa Linh Ứng. Tôi hồi qua nói chùa Linh Ứng mà tôi tưởng bên ấy không à. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Cái này là Cửu Long đó hả? Cửu Long rồng.
Chùa có lịch sử rất là lâu đời quý vị. Đây. Chùa Linh Ứng. Tháp Xá Lợi. Ừ. Chùa Tam Thái. Những ngôi chùa ở đây rất là xa xưa và cổ kính. Chùa Linh Ứng, Linh Pagoda. Cái đó là cái gì hả Thanh? Thanh. Này là gì vậy? Hả? Tấm bia này của vua Phong hả? Dòng Hải Đàn. Của vua đời nào hả? Dòng Hải Đài hả? Của vua đời nào? Lên chứ. Lên đi chụp cho, mình lên rửa thôi. Dạ. Nó nuôi rồi. Đi. Đổ đi. Đi. Thôi. Anh tính mua đổi lần cái khác nè. Mày không luôn. Mấy bạn về. Ở đây là cái gì? Này xưa Đức Ông Đức Bà chụp lên nè. Ờ gì hay gì? Đúng rồi. Bậc thang này là ngày xưa Đức Ông Đức Bà có chụp phải không? Chụp. Lát chụp lại cái này. Đây là ngày xưa chỗ này là Đức Ông Đức Bà có chụp nè quý vị. Rồi hai đứa chụp trước đi. Nhìn anh Thanh nè. Dạ. Anh nhìn anh Thanh nè. Anh nhìn anh Thanh á, hai người nhìn anh Thanh đi. Quá cao. Nội quay kia được dò đặt nó quay. Chưa có quay. Đây nè. Cái này là thích nữ Diệu Toàn. Nè. Lên mạng đó nghe. Dạ. Đây là một tu sĩ Awadikham và một tu sĩ kỳ cựu ở có chân có cửa ở thời xưa. Rồi mời gom chân cái đây chụp hình. Dạ đi có phái đoàn là trưởng bối là anh Hai Nhàn dẫn nguyên cái đoàn lâu la có nanh không. Ông ngang đẹp quá. Sao giờ dập ở trên cứ chụp lên là ngoài. Chụp lên cái này, chụp lên cái đẹp. Ôi. Ngày xưa Đức Ông Đức Bà có đến đây nè quý vị. Cao. Cho bà lao. Có chỗ nào khó mỏ, có phiền bước ai mà cần chụp đi.
Nghĩa, đây Nghĩa, đây Nhã Nhặn, nguyên phái đoàn của anh em chúng tôi. Đúng rồi, công nhận đẹp ha, bộ rễ đẹp ha. Đây là hang động ở núi Ngũ Hành Sơn nè quý vị. Vực đá hầm đá rất là sâu. Những hang động. Cái này là đằng dân thông. Điện thoại tôi chụp xuống mắt hả? Thôi mà đưa điện thoại đi tôi chụp cho. Chụp điện thoại cái coi. Thấy chưa? Biết rồi. Chưa nắng ơi. Chả nắng. Trời. Mày nắng, tao có nắng đâu. Chưa tiền, biết lên. Mày chả nắng rồi bà nội. Ông giữ cho ông giữ lên luôn đi. Cái thằng nha. Đây này đi vô động rồi quý vị. Chụp lấy cái bản sắc phong kìa. Sắc phong của ai? Của vua. Đâu là cắn này đó hả? Đó. 1, 2, gửi khẩu trang ra. 1, 2, không nhận cái động mà. Đá đẹp quá hả ta nè. Rồi tấm nào đâu? Không có tấm này. Còn tấm này thì nó hơi cây da. Tại vì ở trên nó ngồi lại đi. Chụp một lần đó. Chụp một lần thôi. Chụp một lần thôi. Chỗ này là xưa vua sắc phong ấn nè quý vị. Dạ thanh ra cái thanh ra thanh. Đó mà nó có của Hoàng Sơn. Được đó.
xanh xanh ở Hà Tiên mà. Nhốt tôm hùm không? Có đứa nào lên cảnh hay gì vậy? Dạ lên đi chú. Tàu lên rồi. Đi gì vậy? Đi, con đi lên. Các bạn thấy mà quá. Anh tức. Đấy, lấy cái gì không? Lấy cái kỷ niệm đi tức. Ở trên đó có đường đi. Đi thẳng còn giờ mình quay ra chứ hả? Lên luôn á. Giờ đi ra rồi quay lên. Lên luôn á. Không, mình đi xuống. Đi xuống rồi bắt đầu đi riêng, nếu mà còn họ đi bộ là bỏ xuống đằng kia. Con đi lên đây anh hai. Anh hai. Không, mình lên giếp, phải xuống. Ờ gì hả? Đi lên giếp. Lên giếp, phải xuống. Anh phải quay cận cảnh mấy khúc này mới được. Nhiều lần. Thấy không? Lên giếp. Lên giếp. Hầu ưu đá, chân lùi này trao. Nó có lùi anh thiệt á. Đúng rồi. Đá này đá thạch, đá thạch, đá thứ thạch nè, không? Trung ơi, đi này Trung ơi. Để không nhớ nổi cái thằng. Tại ứng gấu dữ lắm. Không giống nhau không à. Có cái động gì nào chứ chùa đó. Đâu công nhận đá này quá thờ ơi. Đá sao nó chân chùi à. Đá gì mà mới quá tiền chân. Công nhận mấy cái hang động đây. Chết là chia nhau à. Đá nó chân chùi vậy ha. Cái này chứ người ta có đục ra lỗ thành lỗ mình đi không ta? Nè, đá nó khác ở trong mình. Đá như gọi là đá. Đá thạch gì đâu á. Ôi da, tổ quân. Chơi ngặt đỉnh ra đỉnh. Không, nó dốc té anh ơi. Chứ em đâu muốn làm mấy chuyện đó. Ây da. Rồi, bao đẹp. Ê lên đây đừng dính. Đừng dính dính. Xuống được đó luôn hả? Rồi nhí đi tắm biển xem em. Thế hát nguyên Đà Nẵng rồi. Đi đè đâu, đi đè. Đi đè đâu, đi đè. Đi đè đâu, đi đè. Này dùng cao nhất của cao nhất kia ta chưa anh, bà nào hiêu mới cao nhất vậy hả? Đây là núi Ngũ Hành Sơn nằm cặp biên với biển đâu, đây là biển hả? Đây bên đây là cánh đèo, là biển đó hả? À biển anh, núi Ngũ Hành Sơn tại trên một cái đỉnh đồi cao nhất của núi Ngũ Hành Sơn để chiêm nghiệm cái khung cảnh tại thành phố Đà Nẵng rất là tuyệt vời vào buổi sáng. Nó có đường nó đi xuống kìa, mấy đứa đi xuống rồi đó. Đá đây ngộ quá nè ha. Nó đá thạch vậy. Đây là các chị em trong đoàn. Đến đó bà Cường quá. Đủ sao với nhau gần. Đẹp quá à. Ừ, đá đây nó trơn chùi à. Dưới hai đứa nhiều người đi nhiều quá đó. Thành nó sáng trơn. Gì vậy? Đẹp. Đó mà đứng gì cái vậy bỏ gì quá. Đó chú Hai vô đó chụp luôn, chụp luôn. Thôi chụp lấy cái lưng đi. Cho nó có phần bí ẩn cho chú Hai. Cái này là hang động nè quý vị, hai đứa mình chung vô nè quý vị. Cái miệng hang này trên mình nhìn xuống nè ha. Ừ, này miệng hang đó, ở dưới đây. Chỗ nãy giờ cái chỗ vua con mắn đó, ba cái gai này đầm thế. Ê, ở ngoài Trung Quốc sao thấy nó ăn này nữa là nè. Qua đó đâu nữa hả?
Qua đó đâu nữa. Thôi. Qua đó đâu nữa. Không phải thiệt, em nói thiệt đó. Anh thôi anh không quay đó. Còn cái đỉnh bên kia cũng đẹp. Dịp với dịp. Rồi sao đi xuống đó? Xuống đây đi gặp qua đó cái đi qua đỉnh bên kia. Dạ. Yeah. Dạ mình đi năm cái đỉnh trong gì. Ủa anh giữa nào giờ. Cái cổng Quan Âm là bên đây. Bên đây. Gì đâu mà cái cổng này đời xa xưa giờ tới ngàn năm gì hả? Ừ, ôi, lịch sử Việt Nam phải không Thanh? Phải ngàn năm không? Có đâu. Thì nó nói đại em muốn hết ham không? Ngàn năm trước làm gì có cục này. Có môn trăm năm á, trăm năm thì được. Mấy trăm năm gì anh? Thì chưa mấy trăm năm này, 300-400 năm hả? Thời gian Nguyễn hay nhà Lê? Má công nhận động ra đây đẹp ha. Đâu phải. Ở chứ đâu nữa? Đâu phải hả? Cái cổng này đá xưa lịch sử khoảng nhiêu năm anh hai? Mấy trăm năm anh hai? Sống nhiêu đây luôn anh trời ơi. Trong mấy cái mà đi luôn cái gì mà đi mà bị cái cháu già vậy. Đây cái gạch này nè. Ờ đúng rồi, gạch cổ không à. Tao chỗ khác rồi. Chú hai ơi. Mình rác đi thì dục quá nhưng mà đi những quán chừng. Phải rồi. Mà nó trên mới xuống mà. Mình đã đi tút bên ngọn mình quay xuống. Ở đây nè. Vít cổng luôn. Đứng cái thế gì mà vít cái cổng luôn. Mấy cái cổng này cũng lịch sử lâu. Lâu rồi, họ vô bản tới giờ. Cái gì? Mới mấy năm nay. Hai cái năm này sẽ ngừng bên đi. Rồi đó. 1 2 3 rồi. Mà phải hiểu điệu ngược nữ lên. Nghe phải hằng thái như bây giờ. Tao tạo làm cái xưa đúng không? Đó. Đừng có đi. Đó là xưa. Giờ mới đổi rồi đó. Làm lại đi em. Tự quan âm hả tao? Đổi lại hả? Lần tiếng xưa. Cũng kia kìa thôi đó. Đợi hai đứa giận nhau coi. Hai đứa giận nhau. Liếc mắt đi tình nha. Liếc mắt đi tình nha. Liếc qua. Nè gì nè? Mấy em phải làm gì nè? Nè. Mấy em phải hằng thái lên. Nhìn nhau chào mất hổng. Cùng một tấm. Cùng một tấm nhưng mà tấm này đẹp hơn. Đi đốt tiêu quẩn á. Kiếm gì ở đây cho cái trông. Ồ cái động này đẹp quá ha. Đá đây nó có cái ngộ quá. Bên đó động đó vậy Thanh. Từ Quan Âm. Nè hang động hả? Ôi, sa mưu vậy. Ôi, có tượng Phật hoành kỳ bên đó nữa. Ôi, ở đây nước không à ta?
hồ không? Lòng hết xúc động mà. Cái động này không dội không hả anh hai? Yêu đời, yêu lần cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng du, không thể yêu riêng khách mà hồng. Nếu khách mà hồng muốn được yêu, công nhận mà mấy cái bên đó nó có mấy cái dẫn ốc đẹp ha. Đang làm, còn mấy đứa bạch ở đây là đang thực tập. Cái này động gì tê con? Động gì? Động này động gì? Động quyền không? Thế đoàn của chúng ta đến đây là đóng đó gì? Đông quyền không? Đông quyền không. Thưa có mấy cái nhang mà khói không ra nổi nè. Cũng trở lại đây nhắc lại những đoạn sấm thi của Đức Thầy. Mời quý vị cùng nghe. Thì xin đọc
một đoạn sấm thi của Đức Thầy trong bài từ gì ta? Bài tình yêu cho nó ngắn. Bài tình yêu cho nó ngắn. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình khu vườn ngồi chuyện chùa xưa quá ha. Nè nạn chùa xưa nhìn đẹp ha thằng, nó có cái gì đó nó cổ kính. Chùa ở núi Ngũ Hành Sơn. Cái này chùa hay là nhà xưa toàn? Chùa. Dạ. Chùa xưa. Nè, cậu em trai. Trời ơi. Ok. Thank you.
Đồ xưa ở triều đình Thập Bát La Hán. Ốc ơi, thấy cái bàn thờ gõ ít luôn. Cái bàn thờ tu đường gắn cỡ sư tử. Gắn tu đường cỡ sư tử.